Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Ford Everest, chiếc xe gầm cao 7 chỗ ngồi phân khúc cỡ D nhập khẩu tại Thái Lan của bên nhà Ford. Và trong video ngày hôm nay, thời điểm ngày 17 tháng 12 năm 2023, rất nhanh đã đến giữa tháng rồi. Video này mình sẽ cập nhật chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này mới nhất, tốt nhất dành cho từng phiên bản của Ford Everest, cập nhật về những chương trình khuyến mại, quà tặng, phụ kiện và mức giá lăn bánh đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái mẫu xe này. Everest thì ở phân khúc cỡ D, tại thời điểm này thì chủ đạo nó đang cạnh tranh với cả Hyundai Santa Fe, một cái mẫu xe Santa Fe mà thời gian qua có cái hạ mức giá niêm yết rất tốt. Nhưng mà tại thời điểm này, nửa cuối còn lại của cái tháng 12 này, để lấy được Hyundai Santa Fe thì đâu đó mức giá cũng ngang với cả Ford Everest rồi. Vậy thì hiện tại hai chiếc xe này mức giá hoàn toàn là xem như nhau. Cái là chúng ta lựa chọn theo thương hiệu nào, theo kiểu dáng thiết kế như thế nào và theo những cái option nào mà chúng ta thấy ok để chúng ta lựa chọn. Vậy thì quay trở lại cái mức giá của Ford Everest luôn. Dịp tại thời điểm giữa tháng này, từng phiên bản khuyến mại giảm trực tiếp về tiền mặt và lăn bánh như thế nào thì mình xin phép cập nhật nhanh để anh chị chúng ta xem xét, cân đối và đưa ra phương án trong nửa cuối còn lại của tháng 12 này. Đầu tiên là phiên bản thấp tiền nhất của Everest, đó là Ford Everest Ambient. Phiên bản này với mức giá niêm yết cũng chỉ là 1 tỷ 099 triệu đồng. Với những anh chị khách hàng nào ở miền Bắc, ở Hà Nội tại thời điểm này, đại lý có thể giảm lên tới 130 triệu đồng, anh chị nhá, 130 triệu đồng tiền mặt. Như vậy là giảm hơn 100% lệ phí trước bạ rồi. Giá bán chỉ còn 969 triệu đồng. Với những anh chị khách hàng nào mà ở Hồ Chí Minh, ở miền Nam, hiện tại đại lý đang bán với mức giá là 989 triệu, nhỉnh hơn một chút thôi. Với mức giá này thì lăn bánh ở tỉnh của nó là 1 tỷ 082 triệu, Hà Nội là 1 tỷ 123 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 121 triệu đồng, anh chị ạ. Tỉnh là 1 tỷ 082, Hà Nội là 1 tỷ 123 và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 121 triệu đồng theo phương án trả thẳng của Ambient Ford Everest. Một cái chiếc xe nhập khẩu tại Thái Lan thì cái mức tính thuế áp thuế ở tỉnh, ở Hồ Chí Minh thì là 10%, ở Hà Nội là 12%, thì nó ra cái mức giá lăn bánh mà mình vừa đọc, anh chị ạ. Mua trả góp của phiên bản Ambient này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 310 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 352 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 330 triệu đồng, anh chị ạ. Tỉnh là 310, Hà Nội là 352 và thành phố Hồ Chí Minh là 330 triệu đồng. Một cái mức giá của phiên bản thấp tiền nhất Ford Everest cũng tương đối là ok, giảm hơn 100% lệ phí trước bạ quy ra tiền mặt, giảm trực tiếp vào giá xe. Bây giờ sang cái phiên bản thứ hai, đó là Ford Everest Titanium 1 cầu. Đây là phiên bản ăn khách bậc nhất của cái dòng xe Ford Everest luôn. Một cái phiên bản mà hiện tại vẫn đang là có doanh số tốt nhất và được nhiều người quan tâm lựa chọn nhất. Bản Titanium 1 cầu này với mức giá niêm yết là 1 tỷ 299 triệu đồng, 1 tỷ 299 triệu đồng. Với những anh chị khách hàng nào mà ở khu vực miền Nam thì đại lý đang ở thành phố Hồ Chí Minh, miền Nam đại lý đang giảm về tiền mặt với phiên bản này là 80 triệu đồng. Ở khu vực ngoài Bắc này thì cũng xem giá như này, giá bán còn 1 tỷ 219 triệu đồng, anh chị nhá. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh của Titanium 1 cầu này sẽ là 1 tỷ 352 triệu, Hà Nội 1 tỷ 398 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 372 triệu đồng, quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 1 tỷ 352, Hà Nội 1 tỷ 398 và thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 372 triệu đồng. Giá này, phiên bản ăn khách nhất này của Ford Everest thì cũng bằng với mức giá lăn bánh của chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản dầu cao cấp tại thời điểm này. Để mà lăn bánh được Santa Fe dầu cao cấp tại thời điểm này ở Hà Nội thì đâu đó bỏ ra số tiền là 1 tỷ 375 triệu mới có xe, anh chị nhá. Thế còn Everest Titanium 1 cầu này thì lăn bánh ở Hà Nội của nó là 1 tỷ 398 triệu, chênh lệch nhau khoảng tầm hơn chục triệu một tí, hoàn toàn vẫn trong cái khả năng quyết định của quý chị các bạn. Mua trả góp của Titanium 1 cầu này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 376 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 422 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 396 triệu đồng, anh chị ạ. Tỉnh là 376, Hà Nội là 422 và thành phố Hồ Chí Minh là 396 triệu đồng. Đó là Titanium 1 cầu của Ford Everest phiên bản ăn khách nhất được nhiều người quan tâm nhất.
Bây giờ cũng là Titanium nhưng mà nó là phiên bản hai cầu. Hai cầu thì nó có những cái mục đích sử dụng khác nhau. Nhiều khi phải dẫy lầy hoặc những cung đường, ví dụ như là đường ở trên những cái vùng miền cao, nhiều khi phải sử dụng hai cầu thì cái phiên bản này nó mới đáp ứng được. Với mức giá niêm yết của nó là 1 tỷ 468 triệu đồng với Titanium hai cầu. Anh chị khách hàng nào mà ở vực thành phố Hồ Chí Minh, miền Nam, đại lý đang giảm cho bản này là 90 triệu đồng anh chị nhé. Và vẫn có thể linh động được thêm. Giá bán còn 1 tỷ 378 triệu. Thế còn ở khu vực miền Bắc thì cũng xem giá như này. Với mức giá như vậy thì lăn bánh ở tỉnh của Titanium 2 cầu sẽ là 1 tỷ 532 triệu. Hà Nội là 1 tỷ 582 triệu. Và thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 547 triệu đồng. Quý vị các bạn ạ, tỉnh là 1 tỷ 532, Hà Nội 1582 và thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 547 triệu. Mua trả góp của Titanium 2 cầu này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 426 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 476 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 446 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 426, Hà Nội 476 và thành phố Hồ Chí Minh là 446 theo phương án trả góp. Đó là Titanium 2 cầu For Everest. Anh chị khách hàng nào cần hai cầu, sử dụng hai cầu thường xuyên thì phiên bản này mới đáp ứng được. Cuối cùng là phiên bản For Everest Sport, một cái phiên bản thể thao. Bản này mức giá niêm yết của nó là 1 tỷ 178 triệu đồng. 1 tỷ 178 triệu đồng. Khách hàng nào mà ở miền Bắc này, ở Hà Nội này, tại đại lý của mình đang có màu xanh thì có thể giảm về tiền mặt trực tiếp lên tới 110 triệu đồng. Còn những màu khác thì giảm 100 triệu đồng anh chị nhá. Cũng đâu đó xem 100% lệ phí trước bạ rồi. Giá bán thì còn là 1 tỷ 068 triệu đồng. Anh chị khách hàng nào mà ở miền Nam thì đại lý đang bán là 1 tỷ 103 triệu. Với mức giá này thì lăn bánh ở tỉnh của Everest Sport này 1 tỷ 189 triệu là ở tỉnh. Hà Nội là 1 tỷ 232 và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 243 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh là 1 tỷ 189, Hà Nội là 1 tỷ 232 và thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 243 triệu đồng theo phương án trả thẳng. Trả góp của Everest Sport này ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 340 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 385 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 360 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh một là 340 này, Hà Nội là 385 và thành phố Hồ Chí Minh là 360 theo phương án trả góp. Đó là 4 sự lựa chọn, 4 phiên bản của For Everest tại thời điểm dịp giữa tháng 12 này. Tuy là nhập khẩu Thái Lan không được giảm thuế trước bạ, tuy nhiên thì bên phía nhà máy, bên phía đại lý vẫn có những cái chính sách giảm giá về tiền mặt rất mạnh để đảm bảo cạnh tranh ở phân khúc cỡ D này. Tại thời điểm này thì cạnh tranh thoải mái rồi, giá cũng xem như nhau. Nếu chúng ta thích Everest thì hãy gọi trực tiếp theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình này. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, và miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.